tốt nhất á, phải đề kháng tốt. Đây là hạt cà phê bi. Đề kháng tốt để uống sủi hoặc là bi thì nhìn nhận xét là nó tròn tròn. Là bi. Ta. Hạt cà phê này chưa gan nha. Vita là 1 500k, 50k. Chưa, đợi chút. Chai, anh chàng đẹp trai. Bông ta. Bây giờ đi 15 ngàn. Một ca 200. 200 gram. Máy xay cà phê, máy ép cà phê, hương liệu. Chưa xay, chưa gan, gan xong rồi nó có cái màu nó như vậy, gan xong cái màu nó như vậy. Tiên và bạc các bạn hãy đổ cà phê và đợi nước sôi, sau đó bạn đổ một ít cho nó thấm cà phê. Các bạn để ý, lúc mới xay cà phê xong đổ nước vừa phải, đổ đầy cái miệng pin nó sẽ trào ra ngoài. Cho hạt cà phê nở, cà phê nở. Hạt cà phê nở rồi mình sẽ châm nước đầy vào. Ê, nhớ đừng có đổ đầy quá nó, cà phê mới xay thì nó sẽ phù ra, nó tràn ra ngoài. Thường thường là cái cà phê nguyên chất là nó phù, chứ nếu cà phê mà pha bắp nhiều thì nó không thể trào, nó không bao giờ nó trào nếu pha bắp nhiều. Các bạn nhớ, nếu cà phê nguyên chất thì 1 ký nó rất là nhiều, nó vừa phải kích nó 1 ký nhưng mà nó vẫn lớn xác hơn cái mà pha bắp nhiều nha. Nếu mà các bạn pha chuẩn là 100 gram
100 gram thì pha chừng 2.5 ly tới 3 ly, 3 ly là chuẩn. 1 ký thì pha 30 ly, ký pha 25 ly thôi. 100 gram là tới. Nếu cà phê các bạn muốn uống ngon thì có chừng 3 ly 100 gram là chuẩn nhất.